Một ca khúc gõ cửa với sự thiện ca sĩ Trấn Thành. Anh Nguyễn mời bác nghe trên bầu đàn 105 triệu đồng bộ C9 thôi nhá. Một cặp loa VX915, một quả súp VX918S. Đây là combo đúng như máy và cao nhất cuối cùng của GB 7 cover BT2100. Mời bác cùng nghe nhá. Nếu có lần em có cửa ghé ta. Hay quá. Rất êm bát. Gặp lời rộng tiếng dài. Em ơi người xưa đã ra đi, không gặp em lúc phân ly, không cho sầu thương đổ bờ mi. Luyến ái làm chi sẽ khổ lắm em. Chật quá à. Đêm lá mùa thu vương đổ biển. Khi sơn hà nhiều lối điêu linh, đôi bờ đôi ngã phân tranh, nghĩ chi nhiều đến chuyện chung quy. Đêm nay ngoài xa mịt mờ, nằm đây ôm chiếc ba lô, thấy trời vương cả ý. Niềm vui là kiếm sống tung hoành, là chiến đấu cho quyền, và mong mối tình đẹp xinh. Nếu biết rằng tôi đã bỏ cô hương. Quá tuyệt vời anh em ơi, hay quá. Quàng áo đời trai mình tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ phong sương, dấu thân ngoài súng đạn xa trường. Các bác cho Trấn Thành và anh Nguyễn một like nhá, để sản xuất ra nhiều hát của Mỹ này, anh em cùng nghe báo cáo. Có nhu cầu liên hệ với anh Nguyễn theo số máy 0936 583 110. Các bác biết với anh Nguyễn là một sự tin tưởng cũng như thỏa mãn nhất khi mà sở hữu những sản phẩm bên anh Nguyễn mà lắp đặt những bộ hát đây kinh nghiệm hàng chất bác nhá, và cho chạy luôn một con này cover của Mỹ VT2400, một quả súp 918 VX918S, loa 915 bát 40. Luyến ai làm chi sẽ khổ lắm em. Đêm lá mùa thu vương đổ biển. Vì sơn hà nhiều lối điêu linh, đôi bờ đôi ngã phân tranh, nghĩ chi nhiều đến chuyện chúng mình. Đêm nay ngoài xa mình mơ, nằm đây ôm chiếc ba lô, thấy trời vương cả ý. Niềm vui là kiếm sống tung hoành, là chiến đấu cho mình, và mong mối tình đẹp xinh. Nếu biết rằng tôi đã bỏ cô. Các bạn chấm là Thành và anh cứ một like nhá, này thực tế quay nhá. Rồi, coi chưa Thành đây. Đấy, trực tiếp thủ Thành từ điện thoại nhá. Tôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ phong sương, dấu thân ngoài súng đạn xa trường. Tôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ phong sương, dấu thân ngoài. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Nhớ cho anh Nguyễn một like, một tim, một follow nhá. Rất cao ga, treo tối. Bây giờ phần kết nhạc và giới thiệu tổng quan của hát này nhá. Một ca khúc đêm trao kỷ niệm với giọng ca của Trấn Thành. Sau là anh Nguyễn và các cùng nghe trên bộ đàn có tổng đầu tư là 105 triệu, một cặp loa cao cấp SX815 đời cực cao, một quả súp SX
1718 Combo, vốn đại cover của Mỹ. Còn tỷ này ta với mình đi vào tỷ nhiều. Có nghe thấy súp hay không? Để nhung nhớ đến trong muôn chiều, mai một ngày cuộc đời quay đi. Xa xin nhớ đêm tiễn đưa em đêm. Ngàn ngày xưa trong sách sử, đến ngàn ngày sau khi nó vỗ kéo lên tiếng sầu, đâu thiếu gì cảnh biệt ly nhau. Ra hai mình yêu gánh mũi hình hài, ngày đêm muôn lòng nở hoa, ngày về thay bình hoang ca, non nước một bàn tay âu yếm, một bàn tay làm sao nói hết giây phút này, hương tiếc thầm mộng đẹp dưới tay em ơi. Xin nhớ ngày ta cùng sánh bước khi phố phường lên ngập ánh đêm, núi cao liền thương sâu cùng. Quá thật bài bác nha, bát cực sâu mềm, lời rộng, tiếng dài, dép lẩy. Đây là một bộ hát có thể các bác nghe nhạc và hát chơi cực hay nha. Một cặp loa SX85 đời cực cao, học chép 100 của bát kết hợp giữa leo một hợp. Một con súp 718 cao cấp, nó phối với nhau cực vận nhạc. Thế là có thể cover của Mỹ. Và một chiếc băng số cao cấp của SAO K95 Pro, một chiếc giải mã nhập lớn tiếng, một bộ micro 550 Plus cộng và một quản lý nguồn. Thì bộ này anh em có thể chơi không gian từ hơn 20 đến 560 vuông thôi nhá, căng tét chuẩn chuẻ về tính lời và tính nhạc, rất là chất và hay. Còn đồ dây rồi ngày đêm
các bạn hãy cho Trân Thành và anh em một like nhá, một tim để xuất ra nhiều bộ hát hay này. Bây giờ phần test nhạc và giới thiệu chi tiết về sản phẩm bộ hát này cũng như báo giá, các bác mua được cái gì thì mua nhá. Các bác hãy cắm tai phone nhá để nghe cái dàn hát này lên biểu diễn. Khi bác vào đầu tư được cái bộ này thì đúng là cuộc sống mà nó đã lắm. Khi mỗi lần bác làm về và nghe nhạc và hát karaoke thì tuổi của mình sẽ tăng lên rất nhiều nhá. Nó khỏe về sức khỏe tinh thần, nó khỏe về là thể lực. Gõ cửa trái tim van em đừng vào, dù tình xót đau chung thân huyệt đào, ngủ vui với chim bao nội niềm mắt xanh sao, nhưng anh vẫn cửa trái tim sao em hờn hờn, ngõ hồn tái tê năm cánh thần thần, nhìn lòng mắt răng tơ để một mối bơ vơ, khi không em nhốt anh và anh em thân mến nhá. Thì đây là một bộ hát có thể nhiều bác muốn mơ ước và thiếu riêng cho mình. Tại sao nói vậy? Bởi vì trong cái bộ hát này nhá, một cặp loa nếu mới được thì chắc là gần 200 triệu bạn. Đây là cặp loa được sản xuất tại Mỹ, model là SRX 815. 715 đã quá hay đúng không? Tôi nói 815 nhá. Đây 815 đây. Mình xem này. 815. Con này thì chép thuộc là họng 100. Và bát là bát kết hợp giữa leo và thường, cho nên cái độ mạnh nó rất kinh khủng các nhá, cái độ êm ái, độ mạnh mẽ đấy, tình trạng là đẹp tới 95%. SX 815 giá 48 triệu nhá, mới là hơn 100 triệu cơ. Một quả súp SX 718 combo của nó ấy, gọi là SX nhá, con này giá 21 triệu, bát 50 này. Con này cover của Mỹ 4 kênh đây, con này 4 kênh nhá, cover thực ra là 2x4 BT 2400, em vừa đánh súp anh full luôn này em nhá, hơi đấy. Con này 21 triệu, một chiếc băng số BS K100 bộ đồ, lắp cho tất cả các phương tiện về âm thanh, giá 6 triệu. Một chiếc giải mã hợp lưng tiếng 2 triệu nhá. Một quản lý nguồn 2 triệu, một mic DB Acoustic 550 Plus cộng đó nhá. Giá này là 5 triệu. Thế bắt đầu mua lẻ, mua cả bộ luôn nhá, hoặc là mua loa và ngoài bỏ súp cũng được. Mọi tin mua sắm phối ghép liên hệ với em số máy 0936 583 110. À, xa quá em gửi nhé, còn gần lắp tại nhà luôn. Anh Nguyễn chào bác nhá. Với là khúc đêm buồn phố thị, ca sĩ Trân Thành sẽ gửi tới quý vị và các bạn và sẽ đưa quý vị và các bạn về một thế giới tình tứ yêu đương mộng mơ trên một dàn karaoke có tổng đầu tư là 102 triệu, loa 715, súp 718, Sony SX700. Mà các bác và anh em cùng nghe nhá. Khi phố nhỏ lên đèn chìm dần trong đêm, lạnh bước chân đơn bóng đường trần, mà lòng tái tê xa vắng vọng về, men đắng nào cho vơi những thương đau, em đã bỏ ta rồi. Em đi thành phố xưa như quên mất nụ cười, từ ngày em đi mây gió hồi về, những đêm trường như tan tóc điều em còn nhớ. Đó em ta cùng chung đường về, mình cầm tay nhau trời khuya gió mưa, trăng tàn trên lối nhỏ mình vui suốt đêm lâu, nay dáng nhỏ xa rồi chỉ còn ta thôi,
với ta trên suốt nẻo trần, mà đường chân ấy hay cay đắng qua đây. Kỷ niệm này đã xa vốn tầm tay. Bác hãy nghe một cặp loa SX715 phối hợp với quản thúc 718 thì đúng là không chia được bạn. Kết hợp với con đẩy Mỹ Carver BC2400 và lực cả số full luôn nhá. Một chiếc băng số cao cấp, một chiếc đẩy mã micro và khí nguồn. Bộ này có tổng đầu tư là 102 triệu, có lẽ là bác lại chơi được không gian từ 20 vuông đến 50-60 vuông nhá, là căng dãy tròn hát cực phê nghe thực sướng luôn nhá. Em đã bỏ ta rồi, từ ngày em đi thành phố xưa như quên mất nụ cười. Từ ngày em đi mấy gió gọi về, những đêm trường như tan tóc điều em còn nhớ những ngày xưa. Ngày xưa đó em ta cùng chung đường về, mình cầm tay nhau trời khuya gió mưa trăng tàn trên lối nhỏ, mình vui suốt đêm thâu. Nay dáng nhỏ xa rồi chỉ còn ta về với ta trên suốt nẻo trần, mà đường chân ấy hay cay đắng đọa đầy. Kỷ niệm này đã xa vốn tầm tay, mà đường chân ấy hay cay đắng đọa đầy. Kỷ niệm này quá tuyệt vời, bác hãy cho anh Nguyễn Văn Thành một like nhá để sản xuất ra nhiều bộ hát VIP Pro như này. Bây giờ phần test nhạc giới thiệu tổng thể bộ hát này, các cùng quan sát nhá. Đúng là các cụ ở tiền nào phải đó mà, càng nghe cà phê càng nghe càng cảm thấy giá trị và bộ hát đắt tiền và cao cấp. Sony SX700 giúp 718S và loa 715 đẩy cao vực. Mình còn yêu nhau em đành nói câu chia ly, chẳng lẽ anh sai hay tại em gian dối tình ta. Lặng nhìn em đi lòng anh chưa xót nghẹn ngào, nước mắt anh nghẹn ngào khóe miệng mặn đắng thương đau. Đường tình anh lắm các bạn. Đấy. Bây giờ em giới thiệu tổng quát và hát nhá. Một cặp loa SX75S đẹp lung linh. Đấy, cái này là 75F nhá. Thì đời này nó khác với đời là 75 trơn. Trơn là xuất ở Mexico, cái này chỉ có Mỹ nhá, Mỹ loài thôi nhá. Đấy. Rất đẹp luôn, hệ thống F nó có hệ thống răng này này. Đấy, anh em treo lên nhá. Răng thì móc này. Ok. Tình trạng này đẹp cho bác long lanh cái nào luôn. Đi tuyệt đối nhá. Còn anh nghe nhạc và hát thì nghe chắc một quả sức đúng combo là 718 này. Quánh càng ghét mới nhá, mềm, mềm mại luôn. Một con đẩy cover của Mỹ BT2004. Con này 4 kênh của anh được cả sức full luôn. Một vang số, một giải mã, một quả linh nguồn mic mới nhá. Anh em là có nhu cầu có hát alo em số máy 0936 583 110. Bên em là giao hàng Hàn Quốc nhá. Trước mặt khuyên giả, anh Nguyễn đang test một bộ Lexo có tổng đầu tư là 148 triệu còn với ca khúc bài ca kỷ niệm. Mời bác cùng nghe ca sĩ Trân Thành biểu diễn nhé. Mộng tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng, còn mãi nhớ hôm nào lời chào nhau ban đầu.
ai nỡ quên tình nhau. Đời còn gì vui hơn trong một giây được yêu, đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ. Vì đã chót yêu rồi thì xin ghi đôi lời, dù xa cách phương trời. Đi vì đất liền thì dù xa xôi em nhớ rằng tình tôi sầu, làng thôn em mong lúc anh về đẹp tình nhau. Vài lời gửi cho anh em viết nên bài ca kỷ niệm một đêm suốt cánh dài thầm ghi câu xuống vầy, lòng thương nhớ với đầy. Một cặp lót xô BS 10R2 neo, một cặp súp lách xô DS 1002 controller BS 10 đẩy lắp lúc bình 10.000 quy bốn kênh mà nhá. Còn gì giờ đây sao nhớ thương đầy thương, mong tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng. Còn mãi nhớ hôm nào lời chào nhau ban đầu, ai nỡ quên tình nhau. Đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu, đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ. Vì đã chót yêu rồi thì xin ghi đôi lời, dù xa cách anh phương trời. Ôi duyên ta đánh lỡ rồi, khi tâm tư cạn hết lòng ta mang theo nỗi sâu hận suốt đời. Đường khuya tôi đêm bước ngắm thầm một mình tôi. Giờ còn bài ca yêu ai viết trao ngày xưa, bỏ lại mình tôi nay thương nhớ theo ngày tháng. Người yêu tôi đâu rồi, tình tôi đã chết rồi. Người yêu tôi đâu rồi? Các bạn nhớ chống like cho ca sĩ Trân Thành nhá, để sản xuất ra nhiều ca khúc hay hơn nữa. Bây giờ em sẽ test nhạc anh em cùng nghe chất âm của Lexo nhá, áp lực của nó nhá. Các bạn hãy thắt dây an toàn nhá, tắm tay phone nghe tiếng súp của Lexo nó buông cực kỳ sâu nhá, áp lực cực mạnh luôn. Có thể anh có cảm giác khi đứng trước loa như nó đẩy người ra mà nó kéo lại, đẩy ra kéo lại, sâu lực và êm mà nhá, áp lực lên tới 150 decibel. Súp Lexo LS 12 đỉnh cao của Lexo nhá, kết hợp với đôi loa Lexo BS 10 và 2, một phần lắp một phần tiếng cực sạch, lắp một phần quỳ mà nhá, anh cực sạch tiếng, tiếng nó thanh cả, nó thanh mảnh, sạch sẽ và tĩnh lặng. Cái tiếng này chỉ có trong Lexo nhá, chỉ Lexo mới có, còn các dòng khác không là có tiếng này. Đã tắm iPhone mình nghe cái độ sâu của nó một kiếp mà. Rất rộng rồi nhá, mà nghe lời nhá. Ôi dồi, mà nghe tiếng quang cái cong 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 ấy, thật như đêm quá nhá, thật kinh khủng luôn. Tức là nó sống động như thực tế luôn. Cong cong mà nghe tiếng cong cong chưa? Đúng không?
1 đô la.